Dày quá, chưa chảy hết ra, cô Mai đây thì chảy hết rồi. Mình sẽ múc ra cái bát này nha. May vừa nước luôn nha các bạn nha, không hề nhiều nước tí nào luôn. Ngon lắm các bạn ơi. Ui giời ơi, phô mai. Đầy đủ để ăn luôn. Hello mọi người. Xin chào các bạn nha, hôm nay Đại Nghĩa với cả mình sẽ vào bếp để làm món bánh gạo cay Tteokbokki. Tteokbokki phô mai nha các bạn nha. Mình đã chuẩn bị sẵn tất cả các nguyên liệu để làm món tteokbokki phô mai rồi. Đây là gói tteokbokki này. Đây là hai gói sốt là hai loại khác nhau các bạn nha. Thì mình sẽ dùng chung vì dùng chung tất thì nó mới đủ cho cái gói bánh gạo chay nửa kg này. Và đây là một cái đĩa mà đã mình đã thái sẵn chả cá, xúc xích và quinoa quả. Đây là kim chi củ cải và kim chi cải thảo. Và đây là một túi 200g phô mai. Mình đã bật bếp và bây giờ mình sẽ chiên giúp mẹ nha. Cái chiên từng đứa một nha. Đào đào. Mình chiên xong đồ ăn kèm này thì mình với Mây là hồi đến Tteokbokki. Con bê cái cho cái viên chiên này cho này cho này. Mình đã chắc hết dầu và bây giờ sẽ cho nước sốt và pha nước nha. Các bạn ơi, gói nước sốt này thì là 100g dùng cho dùng với 200ml nước cho 200g bánh gạo. Còn gói nước sốt này là 200g này thì dùng cùng với cả 200ml nước và không ghi số lượng bánh gạo đây, nhưng mình sẽ dùng luôn cả hai gói này cho 500g bánh gạo. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng những gói nước sốt này nha. Cái gói sốt này dùng để xào này hoặc có thể sốt cùng với cả thịt gà các kiểu. Mình thấy họ ghi đây. Và này, hai gói nước sốt thì chúng nó khác hẳn với nhau, là đây gói sốt nhỏ, đây là gói sốt to này. Mình đã không quay chi tiết cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ, còn đây là cái váng mỡ nồi lên nha, mình sẽ cho nước vào. Chả biết là cái món này có thành công không. Siêu cây là hỏng. Ủ luôn. Mình sẽ phải sử dụng ít 2 đây. Và đây nồi nước sốt đã sôi này, mình sẽ cho bánh gạo vào. Bánh gạo mày đâu rồi? Con bé bánh gạo ăn thì mày vừa mang ra mày đọc lên. Bê rồi đấy. Mình sẽ đun bánh gạo cho nở trước rồi mình sẽ cho xúc xích viên vào và chả cá vào. Nghe về nhiều nước nhỉ? Con không thấy thế. Như sao họ bảo cho bằng cái nước cơ mà? Nghe cho phô mai vào. Không, tí nữa phải nở hết ra, cặn cặn xong mình mới rắc phô mai vào sát. Thêm các thứ này lên. Các bạn em mình vừa tái thêm hành tây và hành lá tí nữa rắc lên nha. Các bạn này đã đun được tầm khoảng 20 phút rồi nha. Nó ra sệt sệt dính dính nha. Bây giờ mình sẽ cho chả cá, viên hoa quả và xúc xích cho tất vào luôn. Đấy, cho vào nó cũng sánh luôn rồi. Con là cái con này siêu ngon luôn. Cái ăn hết. Mình ăn được hết cái nước kim chi này cho không tất ăn, nha. Còn có ăn đâu. Không, cho nấu lên nó mới ngon. Đấy. Người ta nấu rau cải ấy, hoặc là cho kim chi vào. Tốt khi là có kim chi nó mới ngon. Đó. Sau còn phải san ra, con san rau ra để xung quanh. Cho hành tây này. Chảy đều hành tây này. Mình ăn tốt khi không con? Cay xè luôn. Chạy! Chạy ra chơi đi lên. Trước khi không biết đâu phải ăn. Cái hành thì hành này mình thánh mỏng giống như tôi cho Fuma à, cái gì nhỉ? Pizza. Đảm nhiệt độ đi một tí này. Cho hành vào đây. Và
Em thích sắc đều cho chưa? Thế này bắt đầu cho đẹp. Dài dài đổ từ đây. Cứ đổ hẳn ra. Dài. Đây này cho nó rơi từ đây rơi xuống. Bỏ tay ra như thế này tự chảy ra như thế này. Này nhặt nhặt hết này ra để mình chỉ nhé. Lôi hết trong này ra. Lấy ít xài. Qua đây mình có thêm cả cái phụ da. Wow. Cái phô mai này nha, mình sẽ cho một lát vào. Cắt nó bị đẹp, mình chỉ cho đến này. Nhiều quá. Ok, cái vùng. Wow. Sẽ đại cái vùng vào. Mà vùng ra xem thử được chưa nào. Dày quá, anh chưa chảy hết ra, phô mai đây thì chảy hết rồi. Tắt bếp nha. Ý, phô mai của Nghĩa. Đây xem. Một cái muôn. Đây chỗ này là phô mai ta đổ đúng không? Vâng. Cháy tay nhiều thế. Mình sẽ múc ra cái bát này nha. Khoai vừa nước luôn nha các bạn nha. Không hề nhiều nước tí nào luôn. Ngon lắm các bạn ơi. Ui giời ơi, phô mai. Đầy đủ để ăn luôn. Phô mai đừng sợi này đấy. Yeah. Ui dồi, bữa tối của nhà mình đây. Bữa tối cho hai mẹ con. Mai tuyệt vời. Con là cái đây là cái thảo hay là phô mai? Con là kính chả. Đây cái chanh trắng này này. Để đua xem. Ô đây là phô mai các bạn này. Múc này không cân, sau này là nghĩa ít phô mai hơn mẹ. Xin chúc mừng bạn. Đấy, phô mai đấy, một múi luôn nha. Mình mềm mận cái đũa còn. Phô mai nha, các kiếm biết được nhiều phô mai này. Đẹp chưa? Phô mai hay rau cải? Tôi không biết. Các bạn ơi, mời các bạn nha. Mời mọi người nha. Phô mai. Không biết mẹ là phô mai đâu nhỉ? Mẹ ăn mẹ cũng không biết phô mai hay rau cải nữa. Ngon quá. Bây giờ đua dính hết cả phô mai vào này. Phô mai dẻo á. Không cay lắm đúng không? Hay là mình chưa ăn nhiều, chưa thấy cay mang con mình. Sẽ đánh gạo nhá. Bánh gạo này từ đường ngon các bạn ạ. Đến chảy khá đấy các bạn ơi. Mẹ có tiền đến chảy khá luôn. Không được phô mai. Đây là bữa tối nha, ăn tối xong mẹ còn nấu cơm nữa đâu. Vâng. Ăn hai cái bát này là nó căng. Qua uống nước nha. Mình cày xong có tí Pepsi và tí tí nữa ngọt. Nó vừa ghi là dai dai dẻo dẻo. Trên vỏ bánh nó ghi á. Phô mai dài. Phô mai trông nhiều biết mà cho vào chảy ra hết nước hay sao nhỉ. Mình lại bới tiếp nhé. Bới tiếp tìm cho nghĩa chật. Phô mai đây. Wow. Ăn nước kèm không hay là thôi. Nước thì sợ cay quá. Nên để mai trộn mình ngon lắm. Còn wow. Cho tomat ấy. Ăn cái gọi là nước.
Mẹ không ăn được cay mấy đâu nhưng mà mẹ thấy này cũng bình thường á. Đỏ mặt rồi. Mẹ có vừa ăn miếng nào thì nó bỏng. Các bạn ơi, vậy là hai mẹ con Nghĩa đã nấu xong món bánh gạo phô mai và cũng đã thưởng thức rồi, và video của hai mẹ con mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cho hai mẹ con mình cũng như kênh Mình Là Toi và Mình Vlog nha. Bye bye.